Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà sử dụng công cụ ở trên cái trình duyệt ghép trên máy tính các bạn nhé. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn về cái trình duyệt công cụ ở trong năm 2021. Đấy, thì có cái trường hợp là một số ứng dụng nó bị mất ở trên công cụ các bạn nhé. Một số ứng dụng nó bị mất thì chúng ta sẽ phải khôi phục và chúng ta lấy lại. Đấy, hoặc là chúng ta sử dụng cái cửa sổ để chúng ta thay thế. À, thì trong video này chia sẻ các bạn là ví dụ như ở trên cái thanh công cốc của mình ở đây các bạn này. Đấy. Ở đây mình đang mở công cốc lên các bạn nhé. Ví dụ trên thanh cái cửa sổ công cốc của mình thì nó đang thiếu có công cốc này, có hộp có Gmail này, một số cái ứng dụng khác, rồi có game này. Đấy, và các cái trang báo nó hiện lên ở cái trình duyệt này. Đấy, nhưng mà ví dụ nó thiếu mất cái trình duyệt YouTube hôm trước mấy ngày trước là nó có đấy các bạn này, chỗ con chuột của mình đây này. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay là mình mở lên nó không có, bởi vì nguyên nhân là cho cái trình duyệt ghép này nó bị lỗi các bạn nhé, nó bị lỗi và thỉnh thoảng nó cũng bị lỗi như vậy. Đấy, ví dụ như là nó lỗi khoảng 2 tuần sau đấy thì trong một lúc nào đó mình mở máy lên thì nó lại xuất hiện YouTube ở đây. Có khi là lỗi cả 1 tháng, nhưng mà 2 tháng sau, 1 tháng sau thì nó lại có lại, tức là do cái trình duyệt công cốc nó bị lỗi các bạn nhé. Thì để khắc phục cái trường hợp ví dụ như là một cái ứng dụng nào đó mà mình sử dụng quen thuộc mà nó bị mất đi đấy, thì bây giờ mình sẽ khắc phục lấy lại. Thì ở trong video này mình chỉ chia sẻ các bạn tham khảo thôi nhé, còn thực tế là khắc phục được hay không thì còn phụ thuộc vào cái máy tính của các bạn này nhé. Bởi vì cái máy ở mỗi cái máy tính nó khác nhau, và trong cái máy tính đó nó cài các cái ứng dụng khác nhau, cho nên có thể là được hoặc là không. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ các bạn về cách khắc phục hoặc là thay thế này. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ khôi phục cài đặt ban đầu. Khôi phục lại cài đặt ban đầu tức là khôi phục lại cái trạng thái cái trình duyệt công cốc này nó ở cái trạng thái như lúc đầu, như lúc đầu chúng ta mới sử dụng. Thì các bạn sẽ làm như sau, các bạn sẽ vào cái góc trên cùng bên trái này các bạn nhé, đây, và chúng ta kéo xuống này, chúng ta đi vào cái phần cài đặt. Rồi, trong cái phần cài đặt này thì các bạn sẽ vào cái mục là nâng cao nhé, cài đặt nâng cao. Đây, cái mục cài đặt nâng cao đây các bạn này, các bạn click vào đây. Thì trong cái phần cài đặt nâng cao này thì các bạn sẽ kéo cái con thanh trượt này xuống này. Đó, thì ở trong cái phần cài đặt nâng cao này thì nó có cái mục đó là đặt lại tùy chọn cài đặt. Đấy, đặt lại tùy chọn cài đặt, thì các bạn click vào đây. Đó, thì khi vào đây thì các bạn sẽ click vào cái mục là khôi phục cài đặt về mặc định ban đầu. Đấy, về mặc định ban đầu. Có nghĩa là chúng ta sẽ đưa cái trình duyệt công cốc về cái trạng thái ban đầu như lúc đầu chúng ta mới sử dụng. Thì vấn đề đây thì chia sẻ các bạn là có thể là có máy thì khắc phục được, có máy thì không các bạn nhé. Đấy, còn tùy thuộc vào máy tính của các bạn, nhưng mà các bạn cũng phải thử. Thì cái vấn đề mà khôi phục về cài đặt mặc định ban đầu này thì nó các bạn không cần phải cài đặt lại từ đầu, mà nó chỉ chạy lại ban đầu thôi. Nó sẽ xóa hết trình lịch sử duyệt ghép này, rồi xóa hết số cái mật khẩu ở trên máy của các bạn nhé. Rồi cái cách khắc phục thứ hai, sử dụng cái thanh phụ hay còn gọi là thanh bên, sử dụng thanh phụ hay còn gọi là thanh bên. Thì cái cách này mình vẫn đang sử dụng các bạn này, vẫn đang sử dụng và thay thế cho cái việc là không có cái ứng dụng YouTube ở trên cái trình duyệt cái cửa sổ chính. Đấy. Và thì đây là cái cửa sổ chính các bạn nhé, cái cửa sổ chính của công cốc thì nó sẽ cái này gọi là cửa sổ chính các bạn này. Đấy. Và khi mà trên cái cửa sổ chính này nó không có cái ứng dụng đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái thanh phụ bên này. À, các bạn nhìn sang cái góc phía bên trái có cái thanh phụ đứng ở đây này, đó nó có các cái ứng dụng ở đây. Ví dụ như ở trên này không có YouTube nhưng mà ở bên này nó có YouTube đây các bạn này, đây nhá. Thì chúng ta sẽ mở YouTube ở bên này cũng được, không vấn đề gì nhá. Tức là mình vẫn đang dùng cái cách này mà mình vẫn chưa cài đặt lại các bạn nhá, vẫn chưa cài đặt lại nhá. Thì mình vừa mở vào đây xem thử như thế nào nhá. Đấy, thì vẫn vào YouTube bình thường vậy thôi. Đó, ở trên cái cửa sổ chính không có nhưng mà cái cửa sổ phụ bên này nó có này. Đấy, ứng dụng rất là hay các bạn nhé. Rồi mình sẽ xóa tất cả này đi. Rồi thì vừa rồi thì có một bạn có chia sẻ lên kênh YouTube của mình là hỏi là bây giờ là bạn ấy muốn xóa cái cửa sổ phụ này đi các bạn nhé, muốn xóa đi, tức là mình không thích để cái thanh ngang bên này thì mình có thể xóa đi, mà chúng ta sẽ sử dụng cái cửa sổ chính ở trên này. Thì mình có thể xóa cái này bằng cách là các bạn kích vào đây này. Các bạn kích vào cái phần cốc cốc ở trên này, cốc trên cùng bên trái này, đây. Các bạn cũng kích vào đây. Và chúng ta sẽ rê chuột xuống cái phần là ẩn ẩn cyber, ẩn cái cyber này đi.
có nghĩa là ẩn cái cửa sổ phụ này đi nhá. Các bạn kích vào đây. Đấy, như vậy là nó đã mất đi các bạn này. Mất đi rồi nhá. Còn nếu các bạn muốn lấy lại thì các bạn cũng vào lại thôi. Và chúng ta sẽ chọn xuống cái mục là hiển thị Cyber. Cyber nhá. Các bạn kích vào đây. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể là để cái thanh Cyber này ở bên bên trái, hoặc là có thể là chuyển sang bên phải cũng được nếu các bạn thích. Thì chúng ta sẽ cùng vào đây chúng ta cài đặt lại thôi. Đấy. Các bạn kích vào đây nhá. À, chúng ta sẽ cài đặt ở đây các bạn này. Mình sẽ vào cái cài đặt ở phía dưới này. Đây. Đó. Và sau đây các bạn sẽ kéo cái thanh trượt này xuống để chúng ta vào cái cài đặt cho cái cửa sổ phụ bên này. À, cái cửa sổ phía bên trái này nhá. Đấy, chúng ta kéo trượt xuống này. Ở đây các bạn, ở đây thì nó có cái mục ở đây là hiển thị thanh slider ở bên bên phải này, bên phải nhá. Hoặc là ở bên trái này. Đó, các bạn kéo chuột xuống thôi và chúng ta sẽ đọc bên trong này. Ví dụ đây là cái thanh cyber này nó đang ở bên trái này, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang bên phải nhá. Ở đây nó hiển thị là sang bên trái này. Bây giờ muốn hiển thị sang bên phải thì chúng ta sẽ kích vào đây thôi. Đó, thì cái thanh cyber này nó sẽ đưa sang bên phải. À, nếu các bạn thích thì các bạn chuyển sang bên phải nhá. Và trường hợp các bạn không thích cái cyber này, đó, các bạn có thích cái cyber này thì chúng ta sẽ ẩn nó đi. Ẩn nó đi. Thì chúng ta sẽ vào cái phần công cộng ở trên này nhá. Và chúng ta sẽ kéo chuột xuống và chọn ẩn cyber. Ẩn cyber có nghĩa là cửa sổ phụ đấy. Ẩn cái cửa sổ phụ này đi. Đó, như vậy là mất các bạn nhá. Mất cái cyber đấy luôn. Đó. Thì ở đây các bạn chú ý là ở đây nó sẽ có một số cái ứng dụng này. Ứng dụng về cái thanh cái cửa sổ phụ này. Đó là các bạn có thể là chọn một số cái ứng dụng nhá. Ví dụ ứng dụng ví dụ như là hiển thị ở cái thanh cyber này, một số cái ứng dụng ví dụ cài đặt này, lịch sử này, cốc cốc này. Các bạn có thể đưa Sky ra ngoài thì các bạn sẽ kích vào đây nhá. Đấy thì nó sẽ có ứng dụng Sky đấy luôn này. Rồi các bạn đưa vào ứng dụng Zalo vào cái cửa sổ phụ này luôn thì các bạn sẽ kích tròn vào đây là Zalo này. Đó thì nó cũng chạy Zalo ở đây luôn. Đó, bởi vì là cái cửa sổ phụ của mình nó nhiều quá rồi cho nên mình sẽ bớt đi nhá. Bớt mất cái này đi thì mình sẽ bỏ đi. Bỏ cái này đi. Rồi các bạn cứ kéo xuống và các bạn sẽ tìm hiểu thêm nhé. Bởi vì là cái trình duyệt công cộng này thì cái vấn đề cài đặt nó rất là rộng lớn. Đấy, thì các bạn cứ vào cái phần này các bạn tìm hiểu thêm nhé. Tìm hiểu thêm. Vấn đề các bạn sử dụng cái cửa sổ thanh phụ ấy thì nó sẽ khắc phục được cái trường hợp là cái cửa sổ chính không có cái ứng dụng bị mất. Và trường hợp cuối cùng là chúng ta sẽ còn cái cách cuối cùng, nếu các bạn không thích ấy, hoặc là không khắc phục được thì chúng ta sẽ còn cái cách đó là gỡ và cài đặt phiên bản mới nhất. À, có nghĩa là các bạn sẽ vào máy tính của mình và các bạn gỡ cái trình duyệt công cộng đó ra. Và sau đấy các bạn sẽ tải cái trình duyệt mới về. Sau đấy các bạn cài lại từ đầu nhé. Cài lại trên máy từ đầu. Thì để xem thử là cái vấn đề có khắc phục được hay không nhé. Và hầu như cái việc là các bạn gỡ xong các bạn cài lại thì hầu như là khắc phục được. Nhưng mà cách này thì hơi phức tạp hơn một chút. Đấy. Rồi thì ở trong video này thì mình chia sẻ các bạn về cái cách mà chủ yếu là sử dụng cái cốc trình duyệt cốc ở trong năm 2021. Và vấn đề là khắc phục một số cái ứng dụng bị mất ở trên cốc. À, thì ở trong này là chia sẻ các bạn về cách khắc phục thôi. Và cái việc khắc phục thành công hay không thì còn phụ thuộc vào cái máy của các bạn nữa nhá. Và thường thường là khi mà các bạn khắc phục không được thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách cuối cùng là gỡ và cài đặt lại nhá. Gỡ và cài đặt lại cái phiên bản mới nhất. Và thì thông qua video này mình sẽ chia sẻ các bạn về cách các bạn truy cập vào cái kênh của mình luôn nhá. Thì sau khi các bạn mở cái trình duyệt YouTube ở trên máy tính đó thì các bạn sẽ gõ vào cái phần tìm kiếm này, không dấu này này. Các bạn gõ vào đây không dấu là khám phá cuộc sống TV này, không dấu. Sau đấy các bạn kích vào cái nút bên phải này nhé, để các bạn tìm kiếm. Rồi, thì đây là cái kênh của mình các bạn này, khám phá cuộc sống TV. Các bạn kích vào cái hình avatar này nhé, để các bạn truy cập vào kênh của mình nhé. Rồi, thì sau khi truy cập vào kênh của mình thì các bạn tiếp tục kích vào cái phần danh sách phát này. Rồi lúc này các bạn nhìn sang bên phải, các bạn kích vào cái nút mũi tên này này để các bạn tìm kiếm video nhé, để tránh trường hợp làm mất thời gian của các bạn nhé. Rồi thì trong cái phần danh sách phát đào tạo này thì mình để được một số cái mục các bạn này. Và ở đây thì mình có để một cái mục đó là hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu. Thì trong này thì mình có chia sẻ rất là chi tiết cả cái video mà chủ yếu là dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu. Hay hoặc là dành cho người lớn tuổi và người già. Ví dụ như là cách sử dụng chuột, về cách gõ tiếng Việt ở trên máy tính. Đấy, thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào cái mục này để các bạn tham khảo thêm nhé. Đó là hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu.
Và thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng cốc cốc trên máy tính thành công. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Và xin chào tất cả các bạn.